Hôm nay mình sẽ nói lý do tại sao nếu có tầm tiền 2-3 tỷ, quý anh chị và các bạn không nên mua nhà tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một căn nhà với diện tích bề ngang là 10m, chiều dài là 48m, tổng diện tích công nhận 480m2. Ở phía trước này, quý anh chị và các bạn thấy một con đường xe tải có thể đi vào, cách mặt tiền đường nhựa chỉ có 200m, cách chợ, bệnh viện, trường học chỉ có 1km. Đây là một căn nhà nằm tại ấp Cây Gia, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, cách thành phố Hồ Chí Minh 60km nha các bạn. Cách địa phận Củ Chi, Sài Gòn chỉ có 25km. Nếu quý chị và các bạn mình có khoảng tầm 2-3 tỷ thì không nên mua một căn nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có khoảng tầm 2-3 tỷ thì quý chị và các bạn mình chỉ có mua được những căn chung cư tại huyện Bình Chánh hoặc là quận 9, khu trung tâm xa xa của thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý chị và các bạn mình mua những căn chung cư này thì tương lai giá sẽ không còn tăng nữa. Những căn chung cư này mình mua để phục vụ nhu cầu ở thì mình sẽ mua. Vị trí xa như vậy thì quận 9 hay là quận Bình Chánh thì mình cũng không có ở những căn nhà này. Thường quý anh chị và các bạn mình sẽ tập trung ở những quận trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, quận 3, quận 1, quận 5, quận 7. Thì những quận trung tâm này thì giờ chung cư mà kiếm tầm 2 tỷ là không có nha các bạn. Còn những căn nhà tại trung tâm mà 2-3 tỷ thì khoảng tầm 10-15m2, đơn giá khoảng tầm 200 triệu mét vuông rồi. Thì tại sao quý anh chị và các bạn mình lại mua một căn nhà với diện tích nhỏ, tính ra đơn giá khoảng tầm 150-200 triệu một mét vuông, mà trong khi những căn nhà như vậy tại trung tâm đó chỉ cho thuê với giá từ 5-8 triệu. Bỏ ra mình thuê một căn nhà tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với giá là 5 triệu, thì một năm quý anh chị và các bạn mình chỉ mất có 60 triệu, và 10 năm thì quý anh chị và các bạn mình mất chỉ có 600 triệu. Rồi mình để 2 tỷ đó mình mua một căn nhà ở xa xa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ở các tỉnh thành ven ven thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như căn nhà này hiện tại đang rao bán với giá là 2 tỷ 1 50, chia đi đơn giá ra cho căn nhà 3 phòng ngủ có sân vườn phía trước phía sau, full nội thất tầm 4 triệu trên một mét vuông, thì tương lai khoảng 5 năm nữa thì căn nhà này chỉ cần lên 8 triệu một mét vuông thì quý anh chị và các bạn mình đã lời gấp đôi rồi. Hiện tại những miếng đất tại huyện Củ Chi cũng đang rao bán với giá là khoảng tầm 8-10 triệu một mét vuông cho đất nông nghiệp rồi nha các bạn. Mà khu này thì chỉ cách Củ Chi khoảng tầm 25 km, thì tương lai tăng trưởng vẫn còn rất là tốt. Quay trở lại căn nhà này một tí xíu, ở phía trước thì chúng ta sẽ có một khu vực sân vườn ở phía trước, bên cạnh hông mình có thể để ô tô thoải mái. Phía bên trong sẽ là khu vực phòng khách, phía sau sẽ là khu vực bếp và có 3 phòng nha các bạn, gồm có một phòng vui chơi cho trẻ em, 2 phòng ngủ, và căn phòng phía sau sẽ có nhìn ra khu sân vườn ở phía sau. Mình có thể trồng cây, cuối tuần nghỉ dưỡng ở đây, vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, nhưng mà tương lai vẫn còn tiềm năng tăng giá rất là tốt nha các bạn. Theo mình có khoảng tầm tiền 2 tỷ thì không nên mua nhà tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mà nên mua những căn nhà ở xa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, tiềm năng tăng trưởng vẫn còn rất là nhiều. Còn quý anh chị và các bạn mình có thể để ra một khoản tiền nhỏ để mình thuê một căn nhà mình ở tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng vài năm sau thì cái miếng đất hoặc là những căn nhà ở xa trung tâm mình có thể nhân 2, nhân 3 lên. Lúc đó mình có thể mang tiền mình quay lại thành phố Hồ Chí Minh mình mua một căn nhà mình ở. Còn các bạn đánh giá sao về ý kiến trên? Ngoài ra để nhận nhiều hơn những căn nhà đẹp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các bạn vui lòng nhấn đăng ký kênh, đồng thời nhấn nút chuông. Các bạn có thể tham quan website nhadất.hochiminh.com.vn để nhận nhiều hơn những căn nhà đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.